đang chơi thả diều, nam sinh bị diều kéo lên cao khiến ai xem cũng thót tim. Mới đây, nhiều thành viên mạng xã hội đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam sinh chơi thả diều, làm ai xem cũng thót tim. Theo đó, lúc này tại cánh đồng vắng, một nhóm thiếu niên đã rủ nhau chơi thả diều. Một lát sau khi thấy con diều bay lên cao, nam sinh mặc chiếc quần xanh đã thử bám vào dây con diều để cho nó đưa mình lên cao. Với sức gió và lực kéo mạnh từ con diều, thiếu niên này đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và đưa lên cao, ước chừng khoảng chục mét. Cảm thấy quá ngợp với độ cao hiện tại, người này đã cố gắng ghi xuống dưới, cùng với đó là sự giúp sức của một số bạn đi cùng, nên thiếu niên ấy đã tiếp đất trở về an toàn. Khoảnh khắc nam sinh bị nhấc bổng lên độ cao 10 mét làm ai xem cũng không khỏi thót tim lo sợ. Bởi lẽ, nếu người đang điều khiển con diều vô tình tuột tay thì không biết nam sinh ấy sẽ bị bay đến phương nào. Chưa kể đến trường hợp lỡ như bị đứt dây thì rơi ở khoảng cách ấy sẽ rất khó để tránh được chấn thương. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại. Có lần mình chơi cũng bị diều kéo lên khoảng 10 mét, sợ quá không dám nhảy, may nhờ gió thổi vướng vào ngọn cây nên mới leo xuống được. Chơi như này thì chả khác nào báo cha báo mẹ, lỡ nó đứt dây cái thì du hành vũ trụ luôn. Sao có chơi như này thì nhớ buộc cái dây vào chân rồi cho người ở dưới giữ, xui rủi đứt diều còn kéo xuống được, gió mạnh nó kéo lên cao cuốn quá thả tay ra nhẹ thì cũng gãy tay gãy chân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.